Thì ở cái video trước thì chúng tôi cũng có giới thiệu và báo giá tất cả các dòng đèn pha cũng như là đèn trong nhà mà chúng tôi đang cung cấp. Thì ở cái video tiếp theo này thì chúng tôi sẽ tiếp tục báo giá tất cả các dòng đèn đường hiện đang có. Thì với cái dòng đèn đường thì chúng tôi chia làm hai dòng, một là dòng đèn đường liền thể, hai là dòng đèn đường pin rời. Thì đây là những cái mẫu đèn đường mà chúng tôi đang trưng bày tại cửa hàng. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu những cái chiếc đèn đường cũng như là báo giá từng sản phẩm với quý khách. Thì về cái dòng đèn đường thì chúng tôi có hai dòng, một là dòng đèn đường liền thể và thứ hai là dòng đèn đường pin rời. Thì với những cái dòng đèn đường liền thể thì chúng tôi có loại cao cấp và loại giá rẻ. Thì bây giờ mình cũng sẽ giới thiệu từng cái chiếc đèn để cho quý khách xem. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho quý khách một cái chiếc đèn đường cao cấp ở bên mình. Thì đây là dòng đèn đường mang thương hiệu là Esinco. Thì cái chiếc đèn đường này nó có cái phần vỏ được làm bằng nhôm rất là chắc chắn. Đây là cái tấm pin sạc cho đèn. Thì tấm pin để sạc cho chiếc đèn này là tấm pin mono. Thì mono là một công nghệ pin sạc rất là tốt ở những nơi có ít nắng, nhiều mây và điều kiện hạn chế. Thì tấm pin mono vẫn có thể sinh ra một hiệu suất hoạt động rất là tốt. Và do đây là cái chiếc đèn đường cao cấp nên là chúng có cái giá tương ứng với nó. Thì cái chiếc đèn này nó có 3 công suất là 40W, 80W, 120W để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì với cái chiếc đèn 40W này thì chúng tôi đang bán trên thị trường với giá là 600.000. Dòng đèn 80W này thì chúng tôi đang bán là 880.000. Và cái chiếc đèn 120W nằm ở đây, nó có giá là 1.060.000. Thì khi mà quý khách ưng ý cái mẫu đèn này thì quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình. Thì cái chiếc đèn này nó ngoài có phần vỏ được làm bằng nhôm, ngoài thiết kế là đẹp mắt như thế này cũng như là phần tấm pin mono phía sau, thì chiếc đèn này nó có thêm một cái tính năng đó là cảm biến chuyển động. Thì khi mà có người á, thì chiếc đèn này nó sẽ sáng 100% công suất. Còn khi mà không còn sự chuyển động nữa thì chiếc đèn này nó sẽ tự giảm cái độ sáng lại để đảm bảo cái thời gian chiếu sáng nguyên đêm của đèn. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu đến quý khách một dòng đèn đường liền thể, kiểu dáng hoàn toàn mới cũng như là tích hợp nhiều tính năng mới hơn. Thì đây là một cái chiếc đèn đường liền thể có remote điều khiển. Đây. Thì chiếc đèn này nó có một cái kiểu dáng rất là nhỏ gọn như thế này. Nó được chia làm hai cái ô LED xếp gần nhau cũng như là có những cái nút được tích hợp sẵn ở trên đèn. Thì chiếc đèn này chúng tôi cũng đã có video giới thiệu về nó rồi, là chúng tôi sẽ không nói quá nhiều về nó. Đây là tấm pin sạc của đèn. Thì chiếc đèn là sử dụng công nghệ pin sạc là pin poly thế hệ mới, nên là có một dáng rất là lạ mắt như thế này. Và đây là cái chiếc remote để điều khiển cho đèn. Thì với cái chiếc remote này thì quý khách có thể điều khiển rất là dễ dàng. Quý khách có thể dễ dàng bật tắt đèn, nớp ở đây, hoặc là tăng giảm độ sáng, những chế độ hẹn giờ, không cảm biến 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, một nút radar và một nút auto. Thì khi mà quý khách ấn vào những cái chế độ hẹn giờ 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ no send, có nghĩa là khi mà quý khách ấn vào cái nút này thì trong khoảng 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ đầu, chiếc đèn nó sẽ không cảm biến, không có chế độ cảm biến chuyển động. Còn những giờ tiếp theo thì nó sẽ tự động chuyển về chế độ radar. Có nghĩa là vào 2 giờ, 3 giờ và 4 giờ đầu tiên thì chiếc đèn nó sẽ sáng liên tục. Còn những cái giờ tiếp theo nó sẽ chuyển về chế độ radar cảm biến chuyển động của đèn. Thì nếu mà quý khách hàng nào muốn cái chiếc đèn sáng liên tục nguyên đêm thì quý khách cũng có thể ấn vào cái nút auto ở đây. Và chiếc đèn này nó cũng có 3 cái công suất là 30W, 60W và 90W để phục vụ cho quý khách. Thì chiếc đèn 30W này hiện tại chúng tôi đang bán trên thị trường với mức giá là 630.000. Với công suất 60W thì chúng tôi đang bán là 880.000. Còn công suất 90W thì chúng tôi đang bán 1.092.000 để phục vụ cho nhu cầu của khách. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu đến quý khách một chiếc đèn liền thể cực kỳ mới mà chúng tôi mới vừa nhập về. Thì cái chiếc đèn này trước đây nó có một cái kiểu dáng, thì trước đây chúng tôi cũng có một cái clip giới thiệu về chiếc đèn này rồi. Tuy nhiên là sau một thời gian được quý khách sử dụng rất là rộng rãi thì chiếc đèn này đã có nhiều cải tiến mới. Ưu điểm của chiếc đèn này là quý khách có thể sử dụng nó sáng liên tục tối đa hơn 12 tiếng đồng hồ. Đây là cái remote để điều khiển cho đèn. Thì chiếc đèn này nó có thể sáng liên tục tối đa 12 tiếng. Và bên cạnh đó thì quý khách cũng có thể dễ dàng điều chỉnh, như là quý khách cũng có thể ấn vào cái chế độ điều chỉnh cảm biến chuyển động của đèn. Thì khi mà quý khách ấn vào cái nút này thì chiếc đèn nó sẽ tự động kích hoạt cái chế độ cảm biến chuyển động. Quý khách cũng có thể tăng giảm độ sáng của đèn cũng như là hẹn giờ. Thì những cái chức năng hẹn giờ này á là có cái chế độ là 3+3, 4+4, 4+6. Thì khi mà quý khách ấn vào chế độ hẹn giờ này, ví dụ như mà quý khách ấn vào chế độ 3+3 thì vào 3 cái tiếng đầu á, thì chiếc đèn này nó sẽ sáng liên tục. Và bắt đầu từ cái tiếng thứ 4 thì chiếc đèn này nó sẽ tự động chuyển về chế độ cảm biến chuyển động. Thì đây là một chiếc đèn hoàn toàn mới mà chúng tôi mới vừa nhập về. Tuy nhiên là cái chiếc đèn này nó cũng có một cái mức giá rất là ưu đãi. Thì hiện tại chúng tôi đang bán chiếc đèn này với giá là 700.000 và miễn phí vận chuyển. Sau khi mà giới thiệu xong đến quý khách những cái chiếc đèn đường liền thể này thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu đến quý khách hai cái chiếc đèn đường pin rời đang được bán rất chạy tại cửa hàng chúng tôi. Đây và đây. Thì hai cái chiếc đèn đường này chúng tôi hiện tại đang cung cấp cho rất là nhiều công trình, dùng để chiếu sáng đường đi nè, chiếu sáng những cái công trình đô thị nè, chiếu sáng đường nông thôn mới, hay là những cái công trình chiếu sáng đường bộ cho bà con có thể đi lại dễ hơn. Đèn đường pin rời vỏ vàng này á, thì đây là cái kiểu dáng cũ. Đây. Nó cũng mang thương hiệu Rolex, tuy nhiên là đây là một cái thiết kế cũ của công ty chúng tôi. Và còn cái chiếc đèn màu xanh bên đây á, thì nó được cải tiến hoàn toàn mới. Nó tích hợp nhiều chiếc LED hơn nè. Chiếc đèn này nó sẽ sáng hơn và có thêm nhiều tính năng hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thì đây cũng là chiếc remote để điều khiển cho đèn. Thì cái chiếc remote này nó cũng có chế độ hẹn giờ tương tự như chiếc đèn liền thể. Và ở đây quý khách cũng có thể, và chiếc đèn này nó có thể đảm bảo thời gian chiếu sáng liên tục hơn 12 tiếng đồng hồ, có thể là nguyên đêm cho quý khách. Và nếu quý khách hàng nào không muốn chiếc đèn này sáng liên tục nguyên đêm thì quý khách cũng có thể ấn vào chế độ cảm biến chuyển động của đèn. Thì khi mà có người thì chiếc đèn này nó sẽ tự động bật sáng 100% công suất. Còn không thì chiếc đèn này nó sẽ giảm cái độ sáng lại để đảm bảo thời gian chiếu sáng của đèn. Thì ở cái video sau nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những cái tính năng này của những cái sản phẩm này cho quý khách. Ở đây thì mình chỉ báo giá thôi. Thì cái chiếc đèn này hiện tại có 3 cái công suất đang bán rất chạy tại cửa hàng chúng tôi. Thì hiện tại chúng tôi đang có công suất 60W, 100W và 200W. Thì công suất 60W hiện tại chúng tôi đang bán với giá là 1.600.000. 100W chúng tôi đang bán với giá là 2.200.000. Còn 200W chúng tôi đang bán với giá là 2.800.000 để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng. Và còn với cái chiếc đèn màu vàng này á, thì chúng tôi cũng có 3 cái công suất là 60W, 100W và 200W để phục vụ cho quý khách. Thì với công suất là 60W thì chúng tôi đang bán với giá là 1.500.000. 100W thì chúng tôi đang bán với giá là 2.000.000. Còn 200W thì chúng tôi đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Thì tùy vào nhu cầu cũng như là cái vị trí chiếu sáng mà quý khách có thể lựa chọn được một trong hai cái chiếc đèn đường pin rời này. Và bây giờ thì mời mọi người cùng ngắm nhìn lại tất cả các sản phẩm đèn đường có mặt tại cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi còn có hai cái chiếc đèn đường liền thể công suất lớn là 200W và 300W để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu quý khách. Thì chiếc đèn 200W này hiện tại chúng tôi đang bán với giá là 1.700.000. 300W này hiện tại chúng tôi đang bán với giá là 2.700.000. Thì Với những chiếc đèn đường liền thể thì khi mà quý khách lắp đặt lên thì chiếc đèn đường liền thể nó có kiểu dáng rất là gọn, vì tấm pin nó được tích hợp sẵn luôn ở trên đèn như thế này. Nên là khi mà quý khách lắp đặt lên thì chiếc đèn nó không quá rườm rà và nó cũng có thể cung cấp đủ cái độ sáng nguyên đêm cho quý khách. Thì ở cái video này thì chúng tôi cũng đã báo giá xong cho quý khách những cái chiếc đèn đường từ đèn đường liền thể đến đèn đường pin rời tại cửa hàng của chúng tôi. Hy vọng là cái video này sẽ giúp cho quý khách có được nhiều thông tin hơn về những cái sản phẩm đèn đường, cũng như là có thể dễ dàng hơn trong cái việc lựa chọn sản phẩm tại cửa hàng. Thì khi mà quý khách mua hàng với số lượng lớn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có một chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho quý khách. Thì nếu mà quý khách hàng nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc cũng có thể để lại số điện thoại trực tiếp ở phần bình luận bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ và tư vấn cho quý khách. Và nếu mà quý khách muốn xem thêm nhiều cái video hơn của chúng tôi thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều cái video tiếp theo.